Xin mến chào ông bà cô chú, anh chị cùng các bạn đến với kênh Út Lĩa Miền Tây nha. Hôm nay thì gia đình của Út đi đến chợ quê thuộc xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nha. Chợ này thì của hợp tác xã thành lập để cho xã viên bán ở trong chợ này cả nhà. Đây thì thuộc cái mô hình là ở ruộng nha. Cả nhà đi đến cái chỗ này là rất là mát nha. Hai bên là ruộng lúa với lại cái sông là bờ sông. Thì chính giữa lỗ đan á thì người ta mở ra cái chợ rất là mát nha. Nay thì cũng mấy anh chị em cũng đến rồi. Giờ mà cả nhà cùng vào chợ tham quan với gia đình cốt nha. Là cái như mấy hàng ôm này. Không nay Út tới chợ chợ quê nha cả nhà. Chợ đồng quê. Cái này ở hợp tác xã Thắng Lợi nè. Ấp 5 xã Mỹ Đông, huyện Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha. Cái này là của hợp tác xã. Đây mô hình của hợp tác xã mà làm cái chợ quê á. Này là đúng quê luôn á, ruộng không, hai bên ruộng nha. Bước vô là nghe mùi thơm. Này nem nướng. Nướng quá ngon. Nghe quê hào nướng nữa. Hào 6K phải không? Hào 6K. Quá rẻ. Nhà ta chuẩn bị đốt than nè, lát là nướng nè. Này mới vừa chuẩn bị nhóm chợ nha. Út vừa tới với mấy chị em Út là 4 sát 3 giờ quá mát luôn. Này bánh kẹp gọi cho nó không thẳng là đi tới bánh kẹp với bánh này, bánh kẹp đàn ông hết á. Bánh này bánh tới chi bánh hai bên là dừa. Này chân gà xá tắc. Còn bánh tét nè, nhỏ 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 chứ không. Ủa cái này là cái nhân gì vậy? Nhân chuối với nhân đậu á chị đó hả? Dạ. Thấy cưng quá hả? Chùm gì là nhiêu? Dạ, 25 chị, cái chùm đó là 20. Chùm đó không có bánh nấu. Dạ. Cái nào có bánh nấu là 25 ha? Dạ, có bánh nấu là 25. Dạ. Đấy. Này bánh bánh thửng nè. À, bánh thửng này là chị lắm. Cái này cái gì? Bánh thửng đó là bò bông á chị. Ủa gì hả? Nốt. Dạ. Sao mà giống bánh thửng? Bò thốt nốt. Dạ. Bò thốt nốt còn ngon. Một phần 3 cái 20 ngàn. Đây thì bánh cái này cái gì ta? Dạ, bánh trái cây chị, rau câu đậu xanh. Câu đậu xanh, chuối nè. Chuối thanh long mặn được nhau. Đủ trái luôn hả? Dạ, đủ rồi trái. Bánh bò với da lợn. Da lợn. Bởi vì nó hẹn năm sau gặp lại. Bánh bò luôn. Ồ, cái này cái gì chị? Ngon quá chị? Dạ, khoai lang chiên tôm á, một phần gì là 20 ngàn nè chị. Một cái 7 ngàn hả? Dạ. Xúc xích, rồi nhìn ngon quá ha. Có cơm cuộn nữa nè. Rồi mấy cái gỗ, mấy cái này quá trời đẹp nha. Cái nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng quá. Nó làm bằng tre hết trơn hết ta? Bằng tre. Dạ. Mát, gió mát quá ha. Dạ. Làm mấy này khó làm lắm ha. Cái gì là 40 mấy ngàn hả? Tùy theo cái nha. Dạ dạ. Cái này 45. Cái này làm bằng cái ruột. Cái này làm bằng cái ruột. Có cái này cái cọng nhỏ nhỏ là cái gì ta? Cái này có sơn bóng. Cái này đẹp quá ha. Gió quá gió nha. Mấy chồng chấm quá trời quay nè. Đẹp quá ha. Ủa chợ này bán hồi nào vậy cô? Hả? Chợ này bán lâu chưa? Chợ này bán như tuần này nó là bán tận chín gì rồi. Vậy hả? Dạ. Tại con mới lại lần đầu à. Vậy hả? Dạ. Con ở dưới Kiên Giang. À ở Kiên Giang. Dạ. Rồi chút nó quầy ra, chút quầy ra. Tại vì mấy giờ ở đây mát quá trời ha. Chị lên đây mấy tiếng rồi chị? Chắc hơn 2 tiếng đi nha. Hơn 2 tiếng tới rồi. Đi con chút nước quầy. Bánh, bánh này à? Dạ bánh lá mơ. À lá mơ, bánh này ngon. Ăn với cốp không? Đúng rồi. Bánh bò à?
Khía giáp quá ngon. Ốc Bà Khía, ốc xả. Những mâm này quá ngon nha. Có Bà Khía. Cái này Bà Khía chọn luôn hả? Kem gì là nhiêu vậy cô? 40 luôn. Đây lộn xộn nha. Còn cái này là sao nè, bán tiếng hả? 35.000 một phần là dạ. Bao nhiêu con? Là khoảng 4 con. Thì ốc là 30.000 một phần, là 300g. Rồi. Muối rồi sẵn không? Muối đây là mình. Cặp bên là bán cái này có bánh canh, bánh canh vịt chivo đó vào. Bánh canh vịt hả? Đi xuống cho nó đói thì quay ra ăn. Đây là gỏi cuốn. Dạ gỏi. Rồi cái này thấy có mầm gì thấy ngon quá nè. Thấy trứng là thấy ngon rồi nè. Gà với trứng gà non. Vậy hả? Cái này là hấp hả? Dạ hấp hả. À cái này một phần là nhiêu vậy? Dạ trứng gà 15.000 cặp. À cặp. Bởi như trứng này mình bán sao? Trứng 40.000 cặp. Tưởng đâu trứng bán cặp nữa chứ. Không được nè. Cái này xúc xích nướng hả? Dạ, xúc xích nướng ra, đặt tự nướng đá. Bước vô đây là thấy thơm. À, chim cút nướng đâu? Chim cút nướng này. Một mẻ gì là một trứng đó hả? Rồi có cái gì trong đó ta chà băm ngon không vậy? Chà băm xúc xích. Xúc xích, rồi con guốc nữa. À. Một phần gì là bao nhiêu? Con đi ra dài dài rồi lấy 7 cái. 7 cái là 15.000 ha. Này mát quá trời mát luôn. Chân gà nướng luôn. Này bán cặp hay sao nữa hả? 15.000 cặp. Cặp 15 luôn hả? Thơm quá hả? Cái này ướp cái gì? Ướp đồ ướp của thịt heo á, được quay á. Ướp đồ nướng mấy ha. Dạ, ướp đồ nướng rồi. Dạ, thơm ngon. Bánh bao. Bánh bao A Công. Dạ. Cái này là gì ta? Súp hả? Dạ. Súp cua hả? Dạ, súp gà. Súp gà hả? Nãy giờ em thấy nhìn thấy ngon. Một ly gì là nhiêu vậy? Dạ 15 nghìn. Đập mở coi. Ồ quá ngon, nhìn hấp dẫn dữ nè. Ngon quá nha. Này súp gà hả? Dạ. Súp thịt gà. Dạ rồi. Bánh. Ở này rau câu mà. Rau câu đó bà. Súp câu. Này sơn thủy phải không? Ừ. Có thơm sữa vừa, từ lá dứa. Cà phê sữa. Thơm quá thơm. Cái mùi lá dứa là thơm. Bánh kẹp. Cái này giống mực quá hả? À không, chị cốc. Ôi dạ, sao thấy tưởng đâu. Hèo, mứt cốc. Trời ơi, tưởng đâu mực ghim không à. Nhìn nó giống giống nè ha. Dạ. Mứt nè. Ờ, mứt cốc. Đúng rồi. Một keo gì là nhiêu? Keo gì 30. À. Ngon ha, mới nhìn sang ngang tưởng là giống như mực á. Mực ghim á. Này gỏi cuốn. Gỏi cuốn tôm thịt hả? Dạ gỏi cuốn tôm thịt. Ốc luôn, ở đây là chủ yếu thấy ốc nhiều nha. Chị có cái gì chấm được không chị? Cái gì mặn mặn thì chấm đi cưng. Cái này phần gì là nhiêu vậy cưng? Dạ 50.000 đó chị. À. Cóc với chân gà ha. Dạ đúng rồi, chân gà sách thái chị. Cái này sách thái. Đây mát quá trời mát luôn. Mát lắm luôn. Mát. Rồi bánh xèo luôn. Bánh xèo luôn chị. Xèo rau gừng luôn ha. Ủa cái này đang đổ rồi hay chưa đổ? Đang đổ nè. Xô vậy hả? Ủa không ai vô cánh chăng vậy? Nhưng dịch với thịt bằm với củ sắn. Vậy hả? Xô đủ. Thịt. Có đu đủ nữa hả? Dạ. Vậy là xào cái đu đủ nó để vô luôn đó hả? Dạ. Nó ngọt ha, có đu đủ ngọt không? Thịt bằm. Ồ quá ngon. Cái này thịt vịt hả? Thịt vịt em bằm. Ồ quá ngon nè. Hấp dẫn quá. Em thấy cái đó chín rồi đó, vàng rồi đó. Vậy là mình để nhân vô. Một cái gì là bao nhiêu nha chị? Dạ 20 mà chị. Ồ, nhìn quá trời ngon, hấp dẫn rồi. Cái này xào hả? Xào rồi để vô trong
rồi vớt ra cho gõ nước cái mình để vô bánh. Dạ, nó ngọt ha. Nãy giờ em không thấy cái đu đủ này mà làm nhân nè. Còn đậu mới thấy. Này nó ngọt ha. Dạ đúng rồi. Thì đu đủ là nó ngọt rồi đó. Cái số đủ nhà bột. Dạ. Cái này là bột, nguyên sơ bột nha cả nhà. Đào lên coi cái bánh có ăn trước có cái nào đổ rồi chưa? Chưa. Tại nào giờ không có khách chứ. Vậy hả? Dạ. Cái mình đổ đại mình để trước chân sao đâu? Không, vậy hả? Đợi có khách mới đổ cho nóng nha. Dạ. À rồi. Cái này rau mình có rau gừng rau gừng không mà chị. Quá ngon nha. Mình cắt lòi. Cắt lòi. Cái này có gì ngọt? Lăng. Cái này bằng lăng. Bằng lăng hả? Rồi lá cóc, lá lốt, rồi lá cắt. À. Quá trời rau không? Bánh xèo là nhờ có rau không? Đậu bên lăng. Dạ đúng rồi. Mấy này ăn ninh thuốc không á? Đúng rồi. Dạ. Nước nam ăn ninh thuốc. Bên đây thì bún bún cá, bún cá lóc. Ở đây thấy súp nhiều nha, bún cá nè, hoặc gà nướng. Này chắc cháo vịt quá. À cháo vịt. Cháo vịt hình sắc nhìn thấy thèm quá. Rồi. Ồ, cái nước trái cây nè. Cái này chanh dây phải không em? Dạ, chanh dây viên đát á chị, chứ thơm. Cái này giống có trái khóm hả? Dạ thơm, đát chứ chanh dây. À. Rồi cái này gì ổi? Ổi hồng. Ổi hồng hả? Dạ, ổi. Trong này nó có nước dưỡng đường hả? Dạ, em ngâm đường với em sên mứt ổi á chị. À. Em xay ổi anh. Nhìn thấy ngon thơm quá rồi cái này. Dạ này là dâu tây viên đát, dâu tây mình xay giá, cái mình sên với hạt đát. À. Nhìn thấy ngon quá ha, cái hạt đát, biết là chị có nghe nói hạt đát. Không nha. À, đi về dài ra đi, gầy ra gầy mềm quá. Hộp vịt nướng, hộp vịt sắp me quá. Sắp me phải không con? Vô ăn đi không? Ăn đi, cái gì nhau. Không, con mua được đi. Đâu nhỏ mà có. Đi về đây nè con, Như Quỳnh. Ai có ba khía luộc nữa kìa. Sữa, đi lại đây nè. Xíu đi anh lại đây ngồi đi. Ăn đi, chút xíu lại kia anh. Ăn gì? Thì biết rồi. Đặng có ba khía luộc. Ăn đi chỗ nào. À. Con ăn gì? Quỳnh ăn gì? Ngồi đi, ngồi đi cho cô ba với cô Nam ăn cái đi rồi đi. Con thích nghiêng thì cưng con cứ ngồi đi chút mẹ quay lại mẹ mua cho. Con ngồi đi. Con ngồi đây ăn sữa coi cái gì ổn ăn nha con. À đúng rồi. Xào me. Lẩu xào me chảy giò chiên đầy đủ. Giò. Bình nướng. Xung quanh là ruộng nha. Ruộng giống như cái này là cái đường ta làm hợp tác xã đó. Rồi mở ra. Ồ cái này ốc ốc lát ha, ốc vắng ta, ốc lát. Lát, còn ốc bu là cái đít nhọn nhọn đúng không? Dạ đúng rồi. Nè ốc lát đồng vậy. Chị biết rồi. Y cái này có nhọn ốc nhồi thịt trong này ha. Dạ đúng rồi. Nè thịt. Này gà hấp lát. Ồ gà nhìn hấp dẫn quá. Gà vô nó vậy ra mới đẹp. Ừ, nhìn thấy gà vàng ươm luôn ha. Gà vậy là bán làm sao cưng? Dạ nửa con 1.2. Ừ. Rồi cái này, cái ốc này. Này 60 phần. Tại vì lộn xộn hai thứ luôn. Hai thứ luôn có ốc vừa nhồi luôn ha. Ốc nhồi ống tre. Đúng không? Em ăn ốc gà đẹp gái quá. Gái Đồng Tháp đẹp đẹp không? Hào nướng hả? Hào mở hành 6.000, phô mai 7.000 chứ ai? Dạ, hồi nãy bước vô cổng mà thấy để giá hào 6k đó là nó đó hả? Không, ở đằng đó khác ở đây khác. Không, thì ý anh thấy đó. Thì cũng 6.000 đó. Bộ gà này có hải sản luôn, có cần cua nữa nè. Dạ, có cần cua. Phần như là nhiêu vậy chị? 60 đó chị. Dạ, ba khía. Bà khía 60, chim chép 60, ốc hương 60. Cũng như lận phần vậy là 60 ha. Dạ. Dạ. Đủ món hết trơn luôn nha. Đồng có, biển có nha. Ồ, nguyên cái mâm nè, dẫn ra không? Bà khía, ốc hương, ghẹ với càng cua. Cái này hấp xả không à, hấp xả hết luôn hả chị? Dạ. Ở đây chỉ có hấp với hấp. Dạ đúng rồi, hấp nó ngọt. Bà khía còn lớn lớn không nha. Phần là 60.000. Bé này xào gì thơm quá ta, cái này có bơ quá. Dạ, xào chi ơi. Thơm quá à. Dạ.
có bơ là nghe mùi thơm mắt dạ. Béo bánh khọt bánh khọt một dĩa là như vậy nhưng gì đó cưng đâu mà má chỉ cho cái này cái em chưa có bỏ vô nhưng mà cái để dạ. Vào cơm thịt thế ăn dạ. Chị quay rồi. Quán anh Mập hả? Bánh tráng nướng luôn. Cưới cái đó lên nó mới ngon. Dạ. Một cái vậy là nhiêu vậy? Dạ 15 ngàn. Ngon ha. Này có bắp nè. Bằm với cà gót hả? Cái đó là một quậy sẵn gì đó mình rưới lên đúng không? Hộp gà đó. Ờ, có hộp gà nữa. Cái gì tròn tròn ta? Bánh gì vậy em gái? Còn cái này là cái bánh gì? Bánh bạch tuộc chứ. Bằng bột hả? Sao Cưng làm tròn được hay vậy? Thêm một bề nữa hả? Đây không có bề. À, úp. Ngày nắng rồi. À, vậy ha. Còn khéo ghê không? Làm tròn lụm luôn nè. À, Cưng làm sao cho nó bít cái bột lại đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, cái này thành phẩm này nè. Thành phẩm là nó tròn lụm gì luôn nè, vàng. Nhưng ở trong có bạch tuộc với cái này bắp với gì ta? Bắp với rau bắp cải rồi đấy ha. Ừ. Dạ nhìn thấy là thấy hấp dẫn, thấy ngon nè. Làm đây hơi cực ha, cực công làm cho nó tròn á. Dạ đúng rồi. Cái gì vậy? Dạ. Mát ghê luôn, cái này xung quanh là ruộng nè nha cả nhà. Bánh canh cua đồng. Không có thấy cua mà thấy toàn giò heo không vậy? Thấy thế này. Vậy hả? Dạ dạ, cua đồng lớn rồi. Để ngoài sợ nó bò phải không? Để ngoài nó bò. Để ngoài nó bò sao? Đúng rồi. Bánh gì chả hả chú ba? Bánh bông bóng. Ủa bánh này gì? Bông gòn, lộn. Kệ bông gòn, đúng rồi. Rồi tới đây là hết nha cả nhà. Tới đây là, ủa tới đây nữa là hết rồi phải không? Gì hả? Cái này lẩu cù lao hả? Ủa để trong ly gì đó hả? Dạ. Ly 25 ngàn. Cái này nó có như cái gì chị? Cái có tôm nè, chả cá nè, ra sợi bánh canh nhà làm, trứng bánh canh, trứng châu. Cái này là gì ta? Trứng châu bắp á. Vậy hả? Dạ. Ở trong nó có bắp ha. Dạ. Dạ. Đó là 25 ngàn. Ta đây một phần 25 vậy nè. Rồi gửi nước vô đúng không? Dạ, ăn nóng là ăn thì em để nước nóng lên. Dạ dạ. Dạ. Nấu đi mấy chị ơi. Là 25 ngàn tiện quá ha. Ai muốn ăn cù lao có 25 ngàn là có cù lao ăn luôn. Tất cả tất tinh trong này. Ngon á. Đây nè, gửi nước vô ăn nè cô. Ở cái đó hả? Để trong này nè cô. Dạ. Chứ cái này 25 ngàn này là lỗ quá gì nè. Con mà nấu được đúng kiểu xưa luôn. Đúng kiểu xưa này, cù lao xưa nè cô. Kiểu hồi xưa luôn đó. Con này ba em nấu. Mình ăn hay ngồi ghế đâu, con làm con ghế con nấu nè. Bạn bán thôi à. Chè bưởi đâu? Dạ chè bưởi sầu riêng đây. Đâu cái nào ba nấu đâu? Cái này là chè bưởi sầu riêng nè. Ờ quá thơm có sầu riêng. Thập cẩm là cái này. Tất bên này nhà con làm không à? Phải không đó. Thiệt, cái này là hứa. Cái gì? Về giao hả? Ở đây là hết rồi phải không anh? Rồi. Đây là cuối cùng phải không? Cũng hơi khá là xa. Quá trời trời trong giấc luôn, đẹp nha. Cái ai mà thích đi chợ quê đồ là này đúng đồng quê luôn nha cả nhà. Tại vì nè, hai bên là ruộng lúa nè. Như là ở dưới bờ kinh thì nó có nước. Đây là lúa. Cái miếng kế thì ta mới vừa gặt xong á. Cái này Út đi ngay cái lúc này là hơn 3 giờ. Nó mát nha, nó cũng không nắng lắm. Đây là đúng quê luôn nè.
muốn quay cua không thấy cái gì mà nó đây. Không phải tay thắc mắc, tay vô để thấy để bảng là bún như đây nè. Nè bánh canh cua đồng mà sao mà sao thấy giò heo à. Sao kìa? Nè bánh cua đồng nè. Nguyên một nồi grill luôn nha. Đấy đừng thắc mắc tại vì do hồi nãy á, nãy em không thấy. Đó nè cua gì quá rồi. Hấp dẫn luôn đúng rồi. Đồng Tháp là cua mà đặc sản cua mà. Vậy đi để người ta đừng thắc mắc. Đó, đừng thắc mắc. Bao nhiêu khi em quay em thấy để cái gì cua đồng mà sao không thấy cua chứ hết. Dạ. Giờ Út đang lội dài ra tại vì chị của Út với ông anh đó ở ngoài này nè, để coi ăn cái gì nha. Ở đây thì nhiều món để lựa chọn. Ủa ăn gì vậy? Quỳnh ăn gì vậy hả? Con ăn gì? Ăn thử nó rồi. Gì vậy? Thì Quỳnh ăn nó với sữa cho nó. Không em không ăn nó. Giờ mấy chị em Út đi dài dài ra nha, tại vì nó vừa trong hết rồi. Mà này nó mát thiệt. Gì con? Bánh ghép sầu riêng nè, mua đi. Cái này ăn hộp nhiêu vậy? Dạ 50 vậy. Cái nào con? Nó có thứ một hả? Cái này với này nè. Con mua cái nào? Còn có cá lớn nữa nè. Không. Mua thứ nào? Cái này là cái gì? Cái đó cũng là bánh sầu riêng hay gian rồi. Ghép sầu riêng. Lấy cái đó cho nó đi. À. Cái này cái đó chiên gà em. Chiên gà. Năm. Có nhiều sầu riêng lắm. Bánh ghép sầu riêng. Vậy chị làm cho em một tô bún cá luôn chị. Dạ. Mà trụng rau chín chín đó nha. Chín chín. Đừng để tàu hủ cho em không ăn tàu hủ. Dạ bên đây nè, chỗ này nè. Em ăn bún cá chị ăn về. Ăn gì không vô? Bánh xèo luôn. Thì mấy chị em kêu cái bánh xèo để coi cái bánh xèo quay nó. Nè của cô ba nè. Nhưng ngon lắm, có cái đó đủ nữa đó chị nghe. Em với Quỳnh ăn chung. Quá ngon, thịt vịt đó, bánh xèo thịt vịt đu đủ rồi đó. Quá của ai vậy? Của sữa. Cái này ăn bánh xèo, ăn bún riêu nha. Quá, bún cá chứ. Ăn Như đâu? Như đi mua cái gì đó. Cái này rau, rau vườn. Kè bún kìa. Cái tô của em trụng nóng nóng nha chị. Rau bún của mình. Của em bình thường nhưng mà nước nhiều với lại trụng nóng nóng. Hủ nữa trời. Đi. Vô ăn bánh xèo. Vô bánh xèo đi chú. Xèo ngon lắm nè quý. Ngồi đây được không? Được. Ngồi đây. Con lần nãy em thấy xèo ngon lắm. Con ăn gì vậy? Đi đâu? Quá ngon nha. Đi đâu? Ngon lắm hả? Sữa. Gì? Ê không có cục đá rửa tay được ông ơi. Ông à. Có mấy cái giò nước á. Kệ con, lại cô chỉ giò nước kìa con. Nhanh vậy. Cái này nhưng thịt vịt đó chị Dương, ngon lắm á. Có cái chén không lấy cho Quỳnh một cái nó cuốn rồi nó đâu đây ngon ha. Bốc ăn một tô bún bún cá nha. Bún cá nãy đây thì người ta khứa không à, sữa bỏ sữa xuống có hai miếng tàu hủ, hồi nãy nó không ăn tàu hủ mà nó để luôn rồi. Với lại này con muốn nè, bông điên điển để xuống bỏ kìa. Đồng Tháp là có bông điển rồi. Sữa à. Nó cho nó ăn. Qua đem à. Con được mà. Xèo nè, đàng hoàng đi chút mẹ mua đồ cho con. 30 anh. Phần với 30 ha. Ba ký 30. Sữa đi ra đây nè. Không. Hai cái 60. Không. Như 30 ha. Như 30. Thế vậy? Nói sao nó cũng không đúng nữa. Tại sao em không biết. Tại như anh lấy hai cái luôn, anh tưởng đâu là một cái 30. Đi lượng một vòng thì hai tô bún cá, hai cái bánh xèo, nước mắm với một phần ốc với cà tía. Cái này không có đâu gì đâu. Cái biển với cái ruộng. Sữa đi lại đây. Cái nào biển rồi? Ba khía là biển. Nước mặn với cái biển gì thì nước mặn. Ở Đồng Tháp đâu có ba khía. Em nói đúng mà. Ba khía là cái gì? Đó con. Ốc cái hả? Ừ, cái con đó đỏ đó. Ăn no rồi đó, giờ mấy chị em đi dài dài ra về. Giờ này cũng 4 giờ mấy nè. Ăn gì? Mua hộp thử hộp đi. Hộp gì vậy? Mua gì kìa? Mua xúc xích. Bạn lao qua chút nữa đi con. Xúc xích.
nhiêu vậy? Bán nửa ký 30 ngàn hả chị? Đây em bao thử, mấy chị thử. Bao thử không? Dạ, đây, mấy chị nào thử thử. Nước cốt hay là sữa? À, sữa với nước cốt trộn vô. Ăn không, ăn thử miếng đi con. Không, không, em không ăn. Em không ăn đồ ngọt. Cái này không phải gì, 2-3 thứ luôn á, em thử đi. Lộn xộn đi, lộn xộn nửa ký. Ăn đi con, ăn cái gì ba đi. Cái này quá trời mát luôn, nó im gì đâu. Cái này kêu bằng chợ quê gì chị? Mỹ Đông. Mỹ Đông hả? Dạ. Là ở xã gì ta? Cái này xã gì? Xã Mỹ Đông luôn. À, chợ quê Mỹ Đông là xã Mỹ Đông ha. Mát ghê luôn á. Trời mưa chắc chạy dữ hả? Chắc giả ha. Không, đâu có ăn ngọt đâu. Đi, đi thôi. Cái gì? Đây, về ra, đi về, đi về. Nó như đi dắt trong chợ. Con ếch kìa sữa ơi. Ở chứ con chú ếch nha. Ê, hỏi ếch sao không dưới ruộng mà leo lên bờ chi vậy? Ếch dưới ruộng nó mới trèo gì lên đó. Kêu nó xuống gì? Đúng rồi. Con nói đi. Còn con lại đút chụp cho. Con lại đút chụp cho. Rồi con lại đi đút chụp với con ếch cho. Con ếch nha. Đi ra gần tới cổng đi về gặp ếch. Hỏi sao mà ếch không có dưới ruộng mà leo lên trên này như gì vậy? Ếch đã dưới ruộng chứ. Để cho em chụp trước đi con. Em chụp trước đi. Rồi, vô đi. Dạ, mấy chút ruộng lấy chút trâu sung. Xong rồi đó con. Đi coi. Rồi cái này ra cô Nguyễn Cà Mau qua ba con 150, ba con 120. Này ra cổng ra ngoài nha cả nhà. Cái này cũng chiều rồi. Em nướng 12 ngàn cây gì? Cô Cà Mau. Ăn cái gì nói? Sức sức hả? Này hào hả ta? Hào à. Hào. Bán cho chục 5 con mọi 5 con nướng mọi. 6 ngàn. Rồi hào nướng 6 ngàn con, 10 con tăng 1. Này nướng khô mai. Em nướng 12 ngàn cây trứng gà, 5 ngàn 1 trứng. Nướng chút qua đây được không? Được. Dạ dạ. Nóng á. Thử đây ngon. Dạ 60 rồi. Nóng á. Thổi cho nguội ha. Dạ. Em không? Làm con nữa đi. Con nữa nha. Ăn con phô mai nữa đi. Ăn con nữa, ăn con nữa nha. Có nướng khác nữa không hả? Nướng phô mai không? Mỡ hành gì? Ăn con mỡ hành đi ha. Làm con mỡ hành. Để trong con á. Ờ cái con á. Rồi để đây. Thấy nó ăn được nè. Nóng hay con? Để nguội hay? Ăn lại bổ mà. Này con gì là 6 ngàn nè. Cái này nướng... mỡ hành. Mỡ kìa phô mai. Ăn hào con 6k. Rồi ăn đi con. Vô ăn nè chị. Rồi hào nướng 6 ngàn một con, 10 con tặng 1. Nem nướng 12 ngàn một cây. Trứng 5 ngàn một trứng. Ăn đi. Chị ăn không? Không, không. Cô Biển Cà Mau bao ăn 3 con 150, 3 con 120. Mấy anh chị em đi cũng giáp chợ hết rồi cả nhà. Nói chung chợ này là đi rất là mát nha. À, cái phong cảnh đó là nó rất là đẹp. Trong quê luôn đó. Út ở ruộng ở quê thiệt. Nhưng mà Út đi vô cái chợ này là Út rất thích nha. À, cả nhà có dịp thì đi lên chợ này tham quan một chuyến cho biết nha. Út cũng cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Út cảm ơn cả nhà. Út mến chúc cả nhà ngày mới an lành và hạnh phúc nha.